trẻ, chúng ta phấn đấu làm thế nào để cho tương lai của Hội Thánh và xã hội chúng ta đang sống phải có sức sống của người trẻ. Vì vậy, hôm nay tôi chỉ muốn nói với những người trẻ một cái câu thành ngữ cửa miệng của mỗi người chúng ta mà trong thánh lễ vừa rồi tôi đã trưng ra, đó là con nhà tông không giống lâu cũng phải giống cái. Các bạn có nhất trí không? Một rồi, chàng có tay lớn chưa? À, tôi nói một lần nữa để chúng ta thuộc, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, tức là giống lông hay giống cánh của thánh Andre Trần An Dũng là của mang của giới trẻ họ nhà sư Đông Khê, nhưng cũng là một linh mục khá trẻ và lại ở trong một cái địa vị, đó là thánh tử đạo. Thánh tử đạo và tử đạo cũng khá trẻ, đó là một mẫu đáng để chúng ta học tập. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống tinh thần hiệp nhất yêu thương mà xã hội luôn luôn đề nghị với chúng ta, để chúng ta xây dựng đời sống đức tin hiện tại và xây dựng cho tương lai của xã hội và xã hội chúng ta đang sống hôm nay. Tôi xin có mấy lời và bây giờ tôi xin tuyên bố buổi diễn nguyện và giao lưu văn nghệ được bắt đầu. Các bạn rất trẻ để chúng ta sẽ đón sự diện của các bạn những vị trẻ có sự kiện chúng tôi.
Yeah.
dừng lại cứ nhìn vì ta quên đi ý nghĩa yêu thương giữ tròn duyên dáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế kẻ. Trong gần 30 giáo sứ đã quy tụ về đây. Các bạn thế kẻ ơi! Quốc tâm! Quốc tâm! Chúng tôi xin mà rất mong và rất mong các bạn hướng tâm lên để cùng vui với giáo sứ cầm mộc chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn rất trẻ rất thân mến, với cử điệu ánh sáng của ngày do sự thể hiện của tất cả các bạn rất trẻ đến từ giáo xứ Cơ Mộc ngày nay đã hiện diện về với rất trẻ giáo xứ Đông Kê. Chúng tôi trong ngày nay cũng xin được trân trọng kính mời tới tất cả các bạn rất trẻ đến từ các giáo xứ sao họ chúng ta đã hiện diện về đây cùng đứng dậy để múa cử điệu ánh sáng của ngày.
cùng trở về với sân khấu.
trẻ rất thân mến, là mặt địa lý thì tất cả các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Nam Lỗ. Cách tới giáo xứ ở đây chúng ta khoảng tầm 25 cây rưỡi. Ngày hôm nay tất cả các bạn đã hiện diện về với ban giới trẻ giáo xứ Đông Bê chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình và đặc biệt ban điều hành giới trẻ giáo xứ Đông Bê xin được cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin được kính chúc cho tất cả các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị giới trẻ rất thân mến, có lời tình ca tuyệt diệu, cầu tôn vinh Thiên Chúa tình yêu muôn đời, mỗi hương thơm một cuộc đời, điểm tô muôn sắc xinh tươi vườn hồng. Và liên tục được trở lại với chương trình Tây Văn Ca Tạ ơn trong ngày hôm nay. Sau đây con xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý công đoàn và các bạn giới trẻ, chúng ta cùng hướng về sân khấu và nổ tay rất lớn tâm nhiệt để chào đón sự kiện của tất cả các bạn giới trẻ đến từ giáo họ đội công tên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời gian và lòng của mình để cùng với ban giám khảo CDK chúng tôi trân trọng mừng kính thành chúc mừng thầy. Và kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, thưa các bạn rất trẻ rất thân mến, với lại trải qua hơn 300 năm trời, gần 13 vạn con người kết trinh vì Chúa chẳng tiếc thân mình, quyết dùng dòng máu chứng minh lòng thành, gương các ngài sáng long lanh để cho hậu thế soi mình sống theo. Và giờ đây con xin được trân trọng kính mời quý cha và toàn thể cộng đoàn chúng ta cùng hướng về sân khấu để được thưởng thức với một diễn viên được mang tên làm chứng cho Đức Kitô do sự thể hiện của tất cả các bạn rất trẻ rất thân mến chúng con ngày hôm nay. Thank you.
khí chuẩn bị cho khai mạc của mình trong ngày hôm nay. Thank you.
Thưa các bạn giới trẻ đã thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng động trong những giây phút để chứng kiến những giây phút anh hùng tử đạo của các thánh, đặc biệt thánh Andre Trần Đan Dũng Lạc, một bạn của bạn giới trẻ giáo xứ Đô Kê chúng con trong ngày hôm nay, và biên tập viên pha nhạc của bạn tổ chức con góp phần trục trặc không đủ âm thanh tới toàn thể quý vị. Kính mong tới toàn thể quý cộng đoàn và các bạn giới trẻ chúng ta đang hiện diện ở đây hết sức thông cảm cho giới trẻ giáo xứ Đô Kê chúng con trong ngày hôm nay. Và liên tục được trở lại với chương trình Đêm Văn Nga tạ ơn trong ngày hôm nay. Sau đây thay mặt cho ban tổ chức con xin được hân hoan chào đón sự diện của tất cả các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Thuần Túy.
đại sứ thật sự tăng cường giúp đỡ công tác nhiệt tình của đoàn mục tiêu các dương văn